đã bao ngày dài, chỉ còn riêng anh với anh. Đã bao ngày dài, chỉ còn riêng anh với đêm nghe buồn hơn. Người yêu anh này em nơi đâu? Thiệt ngại quá, nhà chị xa như vậy mà bữa nào cũng cơm nước cho mẹ con tôi hết. Mình là chị em với nhau, nói làm chi câu ân nghĩa. Gia đình chị xảy ra chuyện tôi cũng buồn nhiều lắm. May mà con bé nó qua khỏi. Chị à, nếu con bé nó có mệnh hệ gì tôi không biết phải sống làm sao nữa. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chị ráng động viên an ủi con bé rồi nó cũng sẽ hiểu ra thôi. Nhưng mà tôi thấy sốt ruột lắm chị à. Có chuyện gì nữa hả chị? Mấy bữa nay tôi túc trực ở đây với con nhỏ, ông ấy có vẻ không bằng lòng lắm. À, tôi muốn nói về ông chồng hiện tại của tôi đó. Sao ông vô lý quá vậy? Con người ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ông không cho chị tới đây làm sao? Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu điều vô lý trong suốt mấy năm qua như vậy rồi. Tình trạng của Mỹ Nhung bây giờ sao rồi chị? Nó cũng ổn rồi chị, chiều nay được xuất viện. Không nghe chị ấy nhắc gì đến chuyện thai nghén. Vậy chắc là... À, ngoài vết thương, Mỹ Nhung còn chỗ nào bất ổn không vậy chị? Bác sĩ đã xét nghiệm tổng quát. Con bé, nó suy nhược từ tinh thần lẫn thể xác chị à. Lần này xuất viện về, chắc là tôi phải qua ở chung với nó để tiện chăm sóc cho nó. Còn chồng chị thì sao? Có lẽ tôi sẽ không tiếp tục cuộc sống này nữa đâu chị. Tôi đã thật sự nhận ra rằng suốt cuộc đời của người đàn bà không có ai và không có gì thay thế được đứa con của mình được ruột đẻ ra. Vậy mà mấy năm nay tôi đành lòng bỏ rơi con bé để chạy theo một hạnh phúc mong manh. Lần này tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ trở về sống với đứa con của mình. Sẽ không ai ngăn cản tôi được đâu chị. Ổn rồi, nhưng sau khi về nhà cô cần được nghỉ ngơi và bồi bổ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tinh thần và thể xác của cô ấy bị tổn thương trầm trọng, gia đình lưu ý đừng để cô ấy rơi vào tình trạng trầm cảm. Hai ngày nữa bà phải đi công tác ở nước ngoài, bà không thể nào thường xuyên thăm con được. Con cứ cầm tiền rồi cần mua gì thì mua nghe con. Nghe. Con không cần đâu, ba cất đi. Con cầm đi cho ba vui. Con thích gì ba đi công tác nước ngoài về ba sẽ mua cho. Con đã nói là không cần rồi mà, ba cất đi. Con à, ba, con dọn cơm ra rồi, ba ráng xuống ăn một chút cho có sức khỏe nghe ba. Ba còn lòng dạ nằm ăn uống nữa con. Ba chỉ có người anh duy nhất thôi, vậy mà bây giờ không biết lang thang phiêu bạt ở nơi nào,
lòng ba nóng như lửa đốt vậy. Ba đừng quá đau buồn. Bác hai chắc chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi. Rồi mai mốt thế nào bác cũng quay về mà. Không, con không rõ tánh ý của bác hai con đâu. Bác hai con đã nói không về là không về mà. Nhưng mà dù sao ba cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, coi như vậy mới đủ sức khỏe đi tìm bác hai chứ ba. Cả nhà lo lắng cho bác hai rồi. Ba mà có mệnh hệ gì, cả nhà không biết làm sao hết. Ba ráng ăn chút nha ba. Ba ngồi đi ba. Ăn cơm đi ông. Con gái ngồi xuống đây, má đi lấy sữa cho con uống nghe. Thôi khỏi đi má, con chưa muốn uống, má ngồi với con đi. Sao bây giờ con thấy trong người con sao rồi? Con không sao đâu, má đừng có lo. Dạ, con xin chào bác ạ. Bác sĩ. Dạ, bác trai có mời con tới đây để xem xét tình hình sức khỏe của Mỹ Nhung. Mời bác sĩ vào nha. Dạ. Dạ, mời bác sĩ ngồi đi ạ. Dạ, con cảm ơn bác. Bác cũng đừng có khách sáo. Bác cứ xem con như con cháu trong nhà. Mỹ Nhung khỏe hẳn chưa? Mời bác sĩ uống nước. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Mỹ Nhung cảm thấy trong người khỏe hẳn chưa? Cảm ơn bác sĩ, tôi đỡ rồi. Dạ, bác Tùng có dặn con là sẽ đến đây chăm sóc sức khỏe cho Mỹ Nhung hàng ngày, tới khi mà cô ấy khỏe hẳn thì thôi. Ủa má. Đúng rồi đó con. Con đã nói là con không sao rồi mà. Cần gì bác sĩ tới nhà chăm sóc chứ. Mỹ Nhung có thể xem tôi như một người bạn được không? Tôi quan tâm, lo lắng cho con gái tôi không được sao? Quan tâm? Nếu ông thật sự quan tâm á, sao ông không quỷ chuyến đi để mà ở nhà chăm sóc cho nó? Tôi không phải đi chơi đâu mà nói quỷ là quỷ. Còn bà, sắp tới như thế nào? Thì ông cứ thể hiện cái trách nhiệm làm cha của ông đi. Bà là mẹ, bà phải gần gũi và khuyên bảo Mỹ Nhung chứ. Tinh thần nó đang như vậy, để nó sống một mình, tôi e là... Thì ông đón nó về nhà ở chung với ông đi. Tôi... Bà biết là tôi không thể mà. Coi như tôi năn nỉ cầu xin bà đó, hãy vì con của chúng ta mà đón nó về sống chung đi, được không bà? Nói thật với bà, nhiều lúc tôi cũng thấy ân hận lắm, nhưng bây giờ chuyện đã lỡ dở hết rồi. Tôi chỉ cầu mong cho con Mỹ Nhung có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, để những ngày tháng sau này tôi không phải cắn rứt ân hận. Ông cũng biết cắn rứt rồi sao? Thôi, khơi lại những chuyện buồn, thêm đau lòng. Tôi muốn chúng ta, tôi với bà, ngồi lại bàn bạc với nhau về vấn đề con Mỹ Nhung.
chứ không thể nào để nó tiếp tục sống cuộc sống như thế này được. Ông yên tâm đi, tôi sẽ ở cùng với nó. Bà nói thật không? Người đàn ông đó đồng ý để bà đưa Mỹ Nhung về sống chung sao? Sao ông lại không nghĩ con Mỹ Nhung nó chịu về ở chung nhà với người xa lạ sao? Ý của bà là... Tôi sẽ đến nhà Mỹ Nhung và sống với nó. Vậy còn gia đình của bà thì sao? Cảm ơn ông đã quan tâm. Chuyện tôi thu xếp được. Tôi cảm ơn bà. Tôi làm điều này là vì Mỹ Nhung, chứ không phải vì ông đâu mà. Ông nói tiếng cảm ơn tôi. Tôi có lỗi với bà và Mỹ Nhung nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ... Thôi, nó không còn gì nói nữa. Tôi về đây. Tôi có việc phải đi rồi. Chào ông. Giá mà có thể quay lại những ngày xưa. Má. Ừ, con gái. Đố ba, con giới thiệu cho ba xem cái gì nè. Để ba coi. Có phải là sổ liên lạc của con đúng không? Không đúng, ba đánh lại đi. Bài kiểm tra của con đạt được điểm 10. Cũng sai luôn. Vậy là cái gì? Trái cây có rồi đây. Sao? Có chuyện gì mà hai cha con vui vẻ vậy? Má, má ngồi đi má. Nè, con gái của em đó, định chuyển anh sang làm nghề thầy bói đó. Ba này, ba má đoán đi. Tôi có cái này hay lắm nè, ba má đoán thử. Thôi thôi, ba chịu thua. Con gái, nói cho má nghe đi. Tê-tê-tê-tê. Hả? Đây nè. Cái gì đấy? Đây là bài thuyết trình của con đó ba má. Con được giải nhất trung học phổ thông thành phố đó. Con của ba giỏi quá. Giống hệt như ba vậy. Con của ba. Mấy? Ở đâu ra là như con của một mình ba vậy ha? Mà cái này là bài thuyết trình gì vậy con? Đây là bài thuyết trình về gia đình đó má. Con muốn gia đình mình mãi mãi hạnh phúc nha ba má. Tất nhiên rồi con gái. Mất hết rồi. Mất hết cả rồi. Alo, tôi nghe. Cậu có phải là cậu Thiện Phúc không? Dạ, phải ạ. Bác là... Tôi là ba của Mỹ Nhung. Em xong chưa? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Cậu không quên chứ? Dạ, con nhớ bác ạ. Mà có chuyện gì không bác? Tôi gọi cho cậu là để nhờ cậu giúp giùm cho một việc. Không nói giấu gì cậu, Mỹ Nhung nhà tôi vừa qua một đại nạn. Hả? Sao vậy bác? Nó cắt tay tự vẫn. May mà phát hiện được kịp thời. Vì vậy tôi nhờ cậu xuống thăm nó. Không, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cậu xuống thăm nó với tư cách một người bạn bình thường, để nó biết rằng trên đời này vẫn còn có bạn bè quan tâm tới nó. Dạ dạ, để con sắp xếp xuống thăm Mỹ Nhung liền ạ. Dạ, chào anh. Anh hai à. Hả? Đây là hồ sơ marketing, anh hai xem qua rồi bổ sung giùm em nha. Ừ, để đi, lát nữa anh coi. Dạ. À Phúc à. Hả? Em có qua bên ngân hàng chưa? Dạ, em ra rồi. Nhưng mà người ta nói mình phải bổ sung thêm một số hồ sơ nữa. À, nếu vậy em coi hồ sơ nào thiếu, bổ sung cho người ta, ha? Dạ. Ừ. Anh hai à. Hả? Chắc là vài bữa em phải xuống Sài Gòn quá. Em lại xuống đó gặp Khánh An hả? Dạ, kỳ này á, em xuống Sài Gòn á vì nhiều việc. Thứ nhất á là ba Mỹ Nhung vừa mới gọi cho em. Ông ấy nói là Mỹ Nhung vừa mới thoát chết đó nè. Em xuống đó lúc này bộ không sợ sao? Mỹ Nhung rất đáng thương anh à. Cô ấy rất cần được sự quan tâm của mọi người. Em muốn dành cho Mỹ Nhung một tình bạn chân thành nhất.
Tuy em vậy, anh chỉ sợ em gặp phiền phức thôi. Kỳ này á, ngoài gặp Mỹ Nhung ra thì em còn muốn gặp Khánh An nữa. Với lại coi tình hình anh ba sống sao, như thế nào nữa. Ừ. Lúc này công việc dồn dập quá, anh không có lo được cho chị ba gì hết trơn á. Đợt này em về dưới tìm hiểu xem anh Tân Trung có thay đổi gì chưa. Dạ. À Phúc. Dạ. Em tranh thủ tới những nơi nuôi dưỡng người già cô đơn xem bác Hai có ở đó không ha. Dạ, để em xem thử coi sao. Thôi em đi nha. Ừ. Ông có đi thăm bạn bè gì đó thì tranh thủ đi đi nha. Ngày mốt Khánh An nó được nghỉ học, cả nhà mình sẽ về Đà Lạt đó. Hồi nãy tôi điện thoại với mấy ông bạn già rồi, tối nay gặp nhau một chút. À, sao bà chưa đem cơm cho mẹ con Lan Hương vậy? Con bé nó xuất viện rồi. Mà ông nè, chắc chắn một điều á là nó không có bị thai nghén gì hết á. Vậy là vụ đó đánh lừa Khánh An nhà mình à? Không đâu, tôi nghĩ có lẽ Mỹ Nhung chỉ nhằm vào Thiên Phúc thôi. Bởi vậy lần này về Đà Lạt nhất định tôi phải làm rõ mọi chuyện để giúp cho con gái của mình. Má. À. Ba má nói xấu gì con đó? Má có nói xấu gì con đâu. Má chỉ kêu ba con á chuẩn bị thu dọn để về Đà Lạt thôi hả? Má, hay là ba với má đi thôi, con sẽ ở lại. Ủa, sao vậy con? Dạ con... À, thôi, má hiểu rồi. Có lẽ con sợ về chốn cũ sẽ gợi nhớ chuyện xưa phải không? Khánh An à, con nghe má nói nè. Nếu má là con, má sẽ dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Biết đâu có những điều mà con chưa hiểu thấu. Cho dù muốn quên đi, con cũng phải đối diện một lần, hiểu thấu vấn đề mới dễ lãng quên được con à. Khánh An à, ba nói thiệt con, con vẫn còn thương thằng Thiên Phúc đúng không? Nếu chuyện tình cảm mà nói muốn quên là quên được liền thì con người ta đâu có ai đau khổ phải không ba? Trong lòng con, cậu Thiên Phúc vẫn là người tốt phải không? Dạ, con tin vào điều đó. Thôi thì vậy, lần này về Đà Lạt á, con gặp cậu ta một lần đi, nói hết những gì khúc mắc trong lòng ra. Nếu có thể tha thứ cho nhau được thì ba không cấm cản. Ủa má, có phải con vừa nghe lầm không hả má? Không đâu, con không nghe lầm đâu. Ba không ép gả con cho anh Nhật Minh nữa hả ba? Cái con nhỏ này, ba có ép hồi nào đâu. Nhưng sao tự nhiên ba thay đổi đột ngột vậy? Trước kia ba quyết liệt cấm cản con với anh Thiên Phúc đến với nhau mà ba. Thì tất cả là nhờ má con nè. Nhờ có má con á mà ba biết ra được nhiều chuyện á. Con cảm ơn ba má, nhưng chuyện của con và anh Thiên Phúc chắc không thể nào quay lại được đâu ba má à. Tại sao? Con vẫn còn thương Thiên Phúc chứ mà. Tại vì anh Thiên Phúc có con với người khác rồi. Con ích kỷ lắm, con không thể nào tha thứ được chuyện đó đâu ba má ạ. Nhưng nếu đó không phải là sự thật, cô gái đó không hề có thai với Thiên Phúc thì con nghĩ sao? Em xin cô anh đi mà đi. À, cô ra khỏi nhà tôi. À, ở đây không có cần có lại người đàn bà như cô. Nếu cô không dứt khoát được cái đó thì tôi sẽ dứt khoát với cô. Đi đi, đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi. Thank you.
thật là sao vậy má? Má nói cho con nghe đi má. Thì má chỉ suy đoán vậy thôi. Muốn biết rõ thì tụi con phải tìm hiểu chứ. Trời ơi, ba má bữa nay cứ làm sao á. Khánh An à, nói chung á là có những chuyện phải tự bản thân con trải nghiệm qua thì mới có thể phân biệt được thế nào là đúng sai tốt xấu. Con gái của má có một trái tim nhân hậu và một bộ óc thông minh. Má tin là con sẽ biết lắng nghe bằng con tim và suy nghĩ bằng cái đầu. Đừng vì một phút nông nổi mà để hạnh phúc của mình vượt khỏi tầm tay. Hay lắm, má còn nói hay lắm, quá hay luôn. Là sao con vẫn chưa hiểu? Từ từ rồi con sẽ hiểu thôi. Muốn hiểu phải tự tìm hiểu thôi, vậy nha con gái. Chuyện gì xảy ra với ba má mình vậy ta? Khó hiểu quá. Má đi đâu mà xách đồ nhiều vậy? Thì má má qua chơi với con mà. Tự nhiên hôm nay má xách đồ qua rồi còn núp núp nữa là sao? Má hôm nay má sao vậy? Má không có sao. Má má quay qua đây con coi. Trời má bị sao vậy? Má vô tình bị đụng đầu vô cái cửa thôi mà. Là ông ấy? Ông ấy đánh má phải không? Không có. Má vô ý bị da đầu vô tường thôi. Má đừng có giấu con. Có phải ông ta đánh má không? Phải không? Được, con sẽ đến gặp ông ta. Ông ta có quyền gì mà đánh má của con chứ? Đừng, Mỹ Nhung à, đừng con. Đừng làm cho mọi việc thêm rối lên. Má chịu được, chứ con thì không. Má cứ mặc con đi. Con không cho ông ta có quyền ăn hiếp má đâu. Mỹ Nhung, thôi mà con. Má và ông ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Con đừng tìm ông ta làm gì nữa. Má vừa nói gì vậy? Má vừa ký vào đơn ly hôn của ông ta rồi. Má, có phải vì mấy hôm nay má ở bên con mà giữa má và ông ta xảy ra chuyện? Có phải tất cả đều do con không má? Không, không phải là lỗi của con. Tất cả là do sai lầm của má. Nhưng bây giờ thì má đã hiểu ra rồi. Không có gì quý hơn con gái của má. Từ nay má con mình sẽ sống với nhau nghe con. Vui buồn cùng nhau chia sẻ. Má ơi, con thương má lắm. Con gái của má, con gái ngoan của má, kể từ bây giờ sẽ không ai chia cắt được má con mình nữa. Uống sữa đi con. Má, con cảm ơn má. Được sống với má thiệt là hạnh phúc nhất trên đời luôn đó. Thôi đi, con gái thời bây giờ á, cô nào mà chẳng nịnh cha mẹ câu nói đó. Nhưng mà tới khi chấm được một chàng trai nào đó rồi thì cha mẹ cũng đâu có cản được đâu. Má lại nói xấu con rồi. Con sẽ không lấy chồng, sẽ ở vậy suốt đời cho ba má nuôi luôn. Nói là nói vậy, chứ ba má đâu có lột da sống đời với con được đâu. Làm cha làm mẹ, sanh con ra, nuôi con nên người, được thấy con mình thành gia lập thất thì mới có thể yên tâm nhắm mắt được. Má, sao tự nhiên bữa nay má nói đi đâu vậy? Má còn trẻ trung như vậy mà. Sinh lão bệnh tử,
là cái dòng tuần hoàn mà ai cũng phải trải qua. Hiện tại má cảm thấy rất là hạnh phúc vì gia đình mình lại đoàn tụ như xưa. Nhưng mà ba má chỉ thực sự yên tâm khi thấy con và Khánh Hà tìm được cho mình người chồng tốt. Nói lòng vòng một hồi má cũng nhắc tới chuyện lấy chồng mà. Vậy chứ hồi má chưa về nước, đứa nào mỗi lần gọi điện thoại là khen nức khen nở bạn trai của mình, rồi còn mong má mau về để ngăn cản sự cấm đoán của ba nữa. Hả? Đứa nào? Má, mọi chuyện bây giờ đã thay đổi rồi mà má. Khánh An à, nếu lý do để con chia tay Thiên Phúc là vì cậu ấy sắp có con với người khác, thì má khuyên con nên suy nghĩ kỹ lại, đừng có nghe lời từ một phía. Má nói vậy chắc là con đã hiểu. Tại sao ba má có những thái độ và lời nói rất lạ về Thiên Phúc? Ba má đã nghe chuyện gì sao? Nhất định lần này về Đà Lạt mình sẽ nói chuyện rõ ràng với Thiên Phúc mới được. Trong em hôm nay á có vẻ khá lên nhiều rồi đó. Thật vậy sao? Công nhận á, bác gái chăm em khéo thiệt đó. Phải chi hôm đó anh đừng cứu em, cứ để em chết đi, có lẽ mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn, cả ba má em và anh nữa. Là bác sĩ á, anh phải thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân trong tình trạng sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng mà họ vẫn tha thiết muốn sống em à. Dẫu biết là trên cuộc đời á, đâu ai tránh khỏi những chuyện buồn đâu, nhưng đâu phải cứ gặp phải chuyện không như ý là tìm đến cái chết như em đâu. Người ta khác em, người ta muốn sống vì bên cạnh còn có biết bao nhiêu người thương mến. Nếu người ta mất đi sẽ biết bao nhiêu người đau buồn. Còn em... em thì có khác gì họ đâu. Em cũng được ba má sinh ra, cũng có bạn bè, người thân vậy. Em còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác nữa kìa. Có người á, vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Có người phải bị bệnh nan y và tật nguyền. Họ phải đấu tranh để chống lại những cái khó khăn và nghiệt ngã của cuộc sống để được sống em à. Em có biết á, là má em đã quản lại như thế nào khi đưa em vào bệnh viện không? Em có biết một người đàn ông mạnh mẽ như ba em phải rơi nước mắt khi mình nhìn thấy em nằm bất động trên giường bệnh hay không? Có thể vì một lý do nào đó đã khiến em suy nghĩ lệch lạc đi. Em hãy nhìn mọi việc xung quanh một cách khách quan thử xem sao. Em luôn luôn có giá trị với bạn bè, với người thân. Không gì có thể thay thế được. Anh nói thật hay đang ăn ủi em vậy hả? Anh nói thiệt. Em đừng nghĩ là mỗi ngày anh đến thăm em, rồi đưa em đi chơi, rồi rủ em tập thể dục á, là ba em thuê anh làm nha. Ủa, chẳng phải ba em thuê anh sao? Lúc đầu á thì ba em cũng có ý đó, nhưng anh đã từ chối, vì anh muốn chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Sao tự nhiên anh lại tốt với em vậy? Tất cả là vì ánh mắt của em. Lúc em vừa tỉnh lại. Ánh mắt? Phải, ánh mắt thật cô đơn và trống vắng. Nó khiến anh nhớ lại quãng đời thời niên thiếu của mình. Anh nói gì mà em càng nghe càng không hiểu vậy? Em có biết không, anh cũng đã từng bị rơi vào tâm trạng của em hiện nay. Bởi vì anh là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Anh lớn lên từ cô nhi viện. Lúc nhỏ anh cũng đã từng có những ý nghĩ tự ti rằng mình sống trên đời này không có ý nghĩa gì hết. Ngay cả người sinh ra mình họ cũng nỡ dứt bỏ mình nữa. Nhưng rồi khi anh lớn lên, suy nghĩ của anh thoáng hơn, và anh bắt đầu phá vỡ cái lớp vỏ cô đơn của mình để mà hòa nhập vào cuộc sống đó. Và em cũng thấy rồi đó, bây giờ cuộc sống của anh vô cùng tốt đẹp. Anh nghĩ mình rất có ích cho xã hội đó nha. Em thật là bất ngờ và ngưỡng mộ khi biết ra hoàn cảnh của anh. Lớn lên trong cô nhi viện, vậy mà anh vẫn ăn học tới nơi tới chốn, lại còn trở thành một bác sĩ trưởng khoa nữa. Trong khi đó thì em... Anh có nghe bác gái kể, trước kia em cũng mong muốn làm bác sĩ. Vậy thì em hãy thực hiện điều đó đi. Hãy biến ước mơ của mình thành sự thật. Trễ rồi anh à. Mỹ Nhung, nè,
Vô đi. Dạ, chào anh. Có chuyện gì? Dạ thưa anh, ở bên ngân hàng người ta đang gửi thư qua nhắc nhở anh. Họ nói mình phải thanh toán trong tuần này đó anh ơi. Thôi được rồi, để đầu giờ chiều tôi qua bên đó kêu họ gia hạn thêm một thời gian nữa coi sao. Dạ như vậy nè, chưa hết đâu anh ơi. Còn nữa đó, bên xây dựng đòi hủy hợp đồng đó anh ơi. Mà nếu như vậy thì coi như là mình mất trắng cái khoản ứng trước đó anh ơi. Khốn nạn thiệt. Mình cứ tin chắc cho lỗ Tùng. Thôi được rồi, khoản dây ngân hàng á để tôi giải quyết. Dạ. Phần cậu á, cố gắng qua bên xây dựng điều đình thử coi sao. Dạ. Tôi đang ráo riết đi tìm đối tác đây. Dự án ngon như vậy chắc chắn phải có người đầu tư. Cậu cứ yên tâm. Dạ. Vô đi. Dạ chào giám đốc. Con ngồi đi. Dạ cảm ơn. Ừ. Dạ xin phép anh, em đi lo công việc ạ. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Cái gì? Thôi việc à? Cô đã quên giao kết với chúng ta hay sao? Thưa giám đốc, tôi không quên. Không quên hả? Mà lại xin tôi việc à? Trước đó giám đốc hứa nếu tôi bỏ việc bên Hoa Hồng trở về đây, ngoài việc dàn xếp xong xuôi chuyện em của tôi, giám đốc sẽ cho tôi một vị trí và số lương tốt hơn so với bên Hoa Hồng. Nhưng tôi sang đây đã mấy tháng rồi, cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Lương thì chưa tháng nào lãnh trọn cả. Giám đốc thông cảm, tôi còn phải lo cho gia đình nữa. Cô cũng biết là thời gian gần đây khách sạn đang gặp khó khăn. Với lại, từ ngày cô qua đây, cô đã giúp được gì cho khách sạn chưa? Vì tôi nhận thấy ở đây tôi không làm được gì nên tôi mới viết đơn xin nghỉ việc. Mong giám đốc duyệt giùm. Chào giám đốc. Nghĩ gì? Khốn nạn thiệt. Con gái má cũng khéo tay dữ ha. Con học hồi nào vậy? Chỉ có má là khen con thôi. Má nói thiệt chứ không có nịnh con đâu. Ừ, con có điện thoại kìa. Là Thiên Phúc. Thiên Phúc gọi con đó má. Ừ, vậy con nghe đi. Dạ. Em mày qua chụp cho tao đi. Ừ, để tao chụp cho. Chụp đẹp đẹp nha. Chụp đẹp. Ok, nha. Chụp đẹp luôn nha. Cười tươi lên nè. Mỹ Nhung à, anh thấy em xanh xao quá vậy? Cảm ơn anh, em không sao rồi. Sao hôm nay anh lại muốn gặp em? Mỹ Nhung, em là một cô gái có bản chất tốt. Không phải là anh không nhận ra điều đó, nhưng mà chúng ta không có duyên phận với nhau, chúng ta không thể thành vợ chồng được. Nhưng anh muốn xem em là một người bạn tốt, em có đồng ý không? Anh thật sự không ghét và không giận gì em sao? Tại sao anh lại ghét và lại giận em chứ? Vì em đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh mà. Không đâu, chính những rắc rối đó đã làm anh trưởng thành lên rất nhiều. Và anh biết bản thân mình cần gì hơn. Tuy là anh không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng em và quý mến em, Mỹ Nhung à. Em mà cũng được trân trọng sao anh? Đương nhiên rồi, em luôn là bạn tốt của anh mà. Anh Phúc, cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi, chụp vô hết đi. Em có biết không, em thay đổi đi rất nhiều đó. Em thay đổi? Thay đổi như thế nào? Thì em không còn là cô bé ngang tàn, bướng bỉnh của ngày xưa nữa.
các bạn có thể cho mình hỏi là khoa cao học văn học nằm ở đâu không vậy? Khoa cao học văn học. Khoa văn học cao học hình như được nghỉ một tuần lần đó bạn. Nghỉ một tuần hả? Ừ. Có gì tuần sau bạn quay lại nha. Cảm ơn các bạn. Chào bạn. Tính sao là tính sao hả má? Con đang chờ giấy gọi của tòa án. Con nhất định phải ly hôn hay sao? Con à, nghe má nói là con người không ai toàn vẹn được hết. Thằng Trung nó có lỗi, nhưng nếu nó biết thành tâm hối lỗi, con cũng nên tha thứ. Người lớn thì không sao, chỉ tội thằng Minh Bảo con à. Mùa hè cũng sắp hết rồi, thằng Minh Bảo sắp vào năm học mới. Con tính sao thì tính cho nó gọn, đừng để con cái nó dở dang việc học. Tính tiền anh ơi. Dạ, dạ, có liền anh. Dạ. Ủa? Hả? Phúc. Anh Ba. Ủa, sao anh làm việc ở đây?